của chị hay là của khán giả đấy ạ? Chàng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã. Mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến khi sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh, cũng chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến thế. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sống đã làm em nghiêng ngả vì anh. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn, mà nhuộm anh đến tí. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sống đã làm anh nghiêng ngả vì em, dù sống đã làm anh nghiêng ngả. Yeah.